chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị và các bạn một mẫu hoa, và đây là mẫu hoa mà ở Việt Nam của chúng ta thường hay rất là dùng trong dịp lễ Tết, đặc biệt là những ngày Tết ha, bởi vì cái hoa này nó mang một cái sắc thái màu đỏ vô cùng đẹp luôn. Và đây là cái hoa này cũng rất là dễ trồng, được rất là nhiều vùng miền ở Việt Nam mình đều trồng được. Đó chính là hoa lay ơn màu đỏ, hay có một số địa phương gọi là hoa lay dơm, lay dơm lay ơn đó. Rồi ở đây á, hôm nay mình sẽ chuẩn bị là 1/2 củ sốt, cộng là 1/2 củ sốt mình trồng lên trên nhau. Mình có sử dụng những cái cây để mà mình cố định nó xuống, cùng với lại là gia cố bằng dây ni lông, bằng keo ha, tức là mình đang làm rất là chắc chắn. Bởi vì cái này cái bình hoa mà khi mà mình cắm cái hoa lại hơn hoặc là hoa huệ á, cái khả năng mà bị hoa vật rất là cao ha, cho nên là thôi thì mình cứ làm cho nó chắc ăn trước không sao cả đó. Bước đầu tiên ha, ở đây á là mình đang sử dụng này, chiều cao như là gấp đôi cái chiều cao của cái bình hoa này của mình đó. Mình cắm cái bông hoa này vào trong giữa, cắm bông hoa layer này vào trong giữa bình đó, các bạn thấy không? Ở bình hoa này mình chủ yếu mình sẽ làm cho cái mặt mà khi mình nhìn vô mình sẽ thấy trước. Ở bước này này, mình đang cho các mặt bông nó quay vào cái bông chính giữa ở đây. Ở đây không phải là mình đang cắm tròn, mà mình cắm hơi tròn tròn thôi, tại vì mình đang tập trung về cái mặt mà hoa mà mình nhìn trực diện vào. Bởi vì ở đây á, mình mà cắm tròn hết á thì mình sẽ không có đủ hoa, cho nên là mình đang tập trung cắm vậy ha. Các mặt bông mình vẫn đang cho nó tập trung về cái bông đầu tiên khi mà mình cắm. Đó.
đi ra một tầng nữa ở bên ngoài. Khi mà mình cắm cái tầng ở phía bên ngoài này, mình đang cắm là cho nó so le với nhau, cho các mặt bông nó so le với nhau. Khi mà bông nó nở ra, mình sẽ thấy là ồ, cái bình hoa này của mình bông nó rất là đầy và nó đẹp, chứ nó không có bị chồng lẫn vào nhau. Cắm cái bình hoa này các bạn hoàn toàn có thể áp dụng và mình cắm nó vào cái dịp Tết này à, cho gia đình của mình nó rất là bình hoa nó rất là sang trọng và nó đẹp. Đây cái này mình cho bông nó lửa đây này à. Cắm ở các góc cho nó định hình vào theo một cái kiểu giống như là kiểu tam giác vậy đó. Đó mình ưu tiên nó là như vậy. Cái bông ở phía dưới này cho nó hướng lên à, mình không có cắm thẳng ngang qua. Mình cố gắng cắm làm sao cho nó so le với nhau hết nha các bạn.
cái bông này nó hơi bị cong cong quá à. Không sao ha, nó cũng có một cái nét hay cho cái miệng hoa của mình. À, đây là cái khung sườn của mình ha. Bước tiếp theo này, bây giờ mình dùng cái giấy à, cái lưỡi đỏ này ha, mình sẽ cắt nó ra khoảng cỡ một găng tay, tức là 20 cm. Thank you.
đây là mình dùng những cái giấy vân lòng ha, mình kẹp nó lại, sau đó mình đưa vào trong. Mình đưa các cái giấy vân lòng này vào trong cái cây silicone. Mình ngồi xuống mình cắm nó dễ. Cái này mình dùng để mà che sốt luôn đó các bạn. Có một cái màu đỏ nó tương đồng, nó lại là có hai layer của mình, cũng như là nó mang một cái không khí ngày Tết nó rất là đẹp ha. Ở sau này các bạn có lá gì thì mình dùng cái lá đó ha. Đây mình có lá mộc lan, mình dùng lá mộc lan thì đơn giản vậy thôi. Bình hoa này của mình hiện tại ha, sử dụng 50 cây hoa layer, 50 bông hoa. Các bạn muốn cắm tròn thì các bạn cứ nhân đôi lên nha, cho to và đẹp ha. Vậy là mình đã xong được một cái bình hoa mang không khí ngày Tết. Các bạn có thể treo một số những cái phụ kiện lên cũng rất là đẹp luôn. Và ở đây là mang một cây sắc thái màu đỏ, một cái bình hoa tông màu đỏ, đỏ rực rỡ luôn ha, bởi hoa layer màu đỏ kết hợp với cái lòng màu đỏ cùng với lại là cái lưới màu đỏ luôn, cùng với lại cái hộp cũng màu đỏ luôn. Và trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như mà các bạn có những gì chưa rõ vui lòng comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời với các bạn một cách nhanh nhất có thể. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn like nha. Các bạn có yêu cầu gì khác hãy cứ comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.